Nghệ An Lê Đình Mỹ 29 tuổi, trú huyện Thanh Chương, thấy người phụ nữ đang đứng một mình đã khống chế, giở trò đồi bại trong bụi cây. Mỹ bị khởi tố bị can, tạm giam về tội hiếp dâm, Công an huyện Thanh Chương ngày 24 tháng 2 cho biết, bị can Mỹ tại cơ quan điều tra, ảnh, NT. Theo cơ quan điều tra, sẩm tối cuối tháng 1, Mỹ về gần đến nhà sau khi uống rượu, thì thấy người phụ nữ từ nơi khác đến đây làm thuê đang đứng một mình. Mỹ tiến đến khống chế, cưỡng bức người phụ nữ hơn mình 17 tuổi tại bụi cây mặc mọi sự chống cự. Sau khi nạn nhân trình báo công an, Mỹ ra đầu thú. Let's look at why.